Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khả Gaming này. Và Dư Khả chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khả sẽ soi xét đồ của Thiên Hạ Vô Tình cho anh em xem. Đây, cái băng rộng anh em. Hiện tại đang cầm một cái chì phát sáng vàng màu vàng khá là chắc, một cái nón lá và một cái áo dáng xe bào của Đường Môn. Một cái băng nhìn quá đẹp anh em. Đó chưa? Hiện tại này thì cho anh em cùng nhìn sơ qua. Đang sở hữu con ngựa 1000 máu mọi người. Đang sở hữu ngựa 1000 máu. Con ngựa này mà hiện tại nếu mà vĩnh viễn anh em, con ngựa này trên dưới 30 35 triệu đó anh em. Ngựa thường 500 thì nó khoảng tầm 25 triệu quay đâu. Còn ngựa này nó sẽ mắc hơn một chút nè, tại vì nó độc quyền 1000 máu nè. Đó. Ok chưa? Khác cam 7 này, con ngựa này trên dưới chắc Khải nghĩ nó khoảng tầm 30 đến 35 triệu, 30 đến 35 triệu ấy. Hiện tại ở server này nha anh em. Nhiều khi anh em muốn mua không được nè, tại vì đã vào tay những anh em tâm huyết như thế này nha, thì họ không muốn bán anh em, họ không muốn bán anh em thấy không? Thương hiệu Newton này, cái băng trong server này anh em cũng biết rồi, sơ đồ khá là nhiều lần. Lần này thì anh ta chuyển về cái băng rộng nên là Khải soi cho anh em xem. Hôm trước đánh bỏng nha anh em. Và hiện tại tiếp tục chúng ta còn soi đến cây vũ khí. Trời ơi, cây vũ khí quá đẹp. Làm chậm 40, họ sát 194 điểm. Một cây vũ khí không còn gì đỡ phải chờ đỡ về một cái cây vũ khí đồ xanh. Thì cái này nhìn vào chắc chắn là mang đồ xanh rồi nè. Hiện tại là dòng 1, dòng 2 quá pin. 194 và làm chậm 40. Cây vũ khí này Khải không biết bao nhiêu. Nhưng mà đỡ mà so sỉ giá thì Khải nghĩ cái này chắc cũng tầm 10 triệu nè. 10 triệu hoặc là 10 triệu hơn một chút đó. Theo Khải nghĩ thôi nha. Theo Khải nghĩ thôi nha anh em. Tại vì cái này mắt pin của cái băng rồng không gì phải chơi này. Nó cũng tương đối như những cái lôi sắc đầu công 199 cũng như là lôi sắc đầu công 200 điểm nè. Gọi là mắt rồi nè. Thì nó Khải nghĩ nó cũng tầm giá khoảng 10 triệu hoặc 10 triệu hơn. Còn mua như thế nào Khải không rõ lắm. Cái đó là Khải chỉ suy đoán thôi mà thôi. Hiện tại đang sở hữu một gia truyền kháng cả 16 kháng lôi 15. Kháng tất cả 16 kháng lôi 15 quá đẹp rồi. Gia truyền này trên dưới chắc cũng tầm vài triệu nữa nè. 3 đến 4 triệu là có đó nè. Đẹp quá. Một cái áo kháng lôi 28 phục hồi 40. Thì áo này cũng dạng pin luôn rồi. Chưa có thấy cái áo nào mà kháng lôi cao như thế này luôn đó nè. Áo nam đó nè. Giá thì cái này chứ không phải không rõ lắm. Rồi một cái nón 21-40. Trời ơi, chuẩn cho cái bang luôn nè. Chuẩn cho cái bang năm hành luôn. 21-40 và 1 trong 2 quá pin. Cái nón này thì chắc còn trên dưới từ 5 triệu rồi. 5 triệu quay đầu đó nè. 5 triệu quay đầu cái nón này đấy. Không biết đâu. Bao tay, bao tay thì lái cho mình dòng chuyển hóa nhưng lại sinh lực 189 đó, chỉ một dòng đó thôi. Đai lưng thì đang sở hữu một đai lưng 1540, thì đai lưng ở server tầm này thì sinh lực cao 151 thì nó khoảng tầm 5 đến 7 kim thì khoảng tầm 300-400 nghìn đai lưng này. Còn mua lúc đầu như thế nào không biết nè, giá thị trường thì còn đai lưng này thì bán rất là nhiều đó, đai lưng tầm này bán rất là nhiều, khoảng 300-400 nghìn cái đai lưng này. Nhẫn này thì cũng chọn dòng 1 thì khá là rẻ. Sau khi gộp server về thì những nhẫn như thế này rất khá là nhiều nè. Hiện tại đang có mình 80 chọn 80 chậm. Lượng kháng hỏa hơi thấp. Rất đáng tiếc. Cái nhẫn rất đáng tiếc. Không được đẹp cho lắm. Một cái nhẫn 2540. Thì nhẫn 2540 này cũng khá là cao ấy. Có giá khoảng tầm chắc khoảng tầm 1 triệu quay đầu nè. Nhẫn kháng thổ thì nó hơi rẻ thì không mắc. Đôi giày 2520. Tóc 38. Rồi nói chung thì ở set đồ này thì chúng ta vẫn đẩy vào con ngựa đầu tiên và đến các vũ khí. Và tiếp tục đó là một cái cực phẩm hiệp cốt. Cực phẩm hiệp cốt này tầm server này chắc cũng tầm khoảng tầm 1 triệu hơn đến 2 triệu nè. Đó. Triệu hơn đến 2 triệu. Ngựa này khoảng tầm 253, khoảng tầm 30, 30 triệu hơn. Vũ khí này hơn 10 triệu đi. Gia truyền này cũng tầm vài triệu, nón này cũng tầm vài triệu. 3 đến 4 triệu nè, hai món này nè, Khải nghĩ cũng tầm 3 đến 4 triệu hai món này. Thì set đồ này nói thiệt anh em thì 30 2 10 40. Set đồ này phải trên dưới 50 triệu nè, trên dưới 50 triệu nha anh em. Đó, chỉ mới set đồ thôi nha, chưa tính ạc gì này nọ nha, chỉ mới tính set đồ thôi. Đã hơn trên dưới 50 triệu đó anh em. Quá đẹp, không gì phải chơi. Rồi, anh em xem video của cao thủ Thiên Hạ Vô Tình này cái bang. Một like, ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ cho nha anh em. Tại hiện này đang là ngự phong của bang nha anh em. Ngự phong thì anh em cũng biết rồi, đang sở hữu một dòng kỹ năng vốn có từ bang hội. Đó là ngự phong. Rồi kèm theo vi phong là một cấp nữa là hai cấp, kèm theo càng khôn hai cấp nữa là cái bàn nó có bốn cấp kỹ năng anh em. Đó. Ok chưa? Anh em xem video đừng quên cho Thiên Hạ Vô Tình một like chia sẻ như video Khả nha. Anh em thích xem cao thủ nào Khả sẽ tiếp tục làm video up dần dần cho anh em xem nha.